cơ quan phân tích thị giác là gì? Chú ý, phần thứ nhất là cơ quan phân tích. Hãy dựa vào các thông tin trong sách giáo khoa trang 155 và dựa vào các cụm từ để điền vào sơ đồ như sau. Gồm có bộ phận phân tích ở trung ương, cơ quan thụ tạng, dây thần kinh, dây hướng tâm. Hãy điền vào các vị trí phù hợp. Thứ nhất là cơ quan thụ tạng. Hai là dây thần kinh hướng tâm. Thứ ba là bộ phận phân tích trung ương. Như vậy thì qua cái sơ đồ này thấy rằng là cơ quan phân tích gồm có ba bộ phận cơ bản như vậy: cơ quan thụ cảm, dây thần kinh hướng tâm, bộ phận phân tích ở trung ương. Vậy từ sơ đồ trên thì cho biết cơ quan phân tích gồm những thành phần nào? Thứ nhất là bộ phận trung ương, hai là dây thần kinh và cơ quan thụ cảm. Người ta chú ý cái sơ đồ phải có bắt đầu từ cơ quan thụ cảm, truyền xung động thần kinh theo dây thần kinh hướng tâm và truyền về cơ quan phân tích ở trung ương. Để phân biệt cơ quan thụ cảm và cơ quan phân tích ở trung ương, cơ quan thụ cảm là tiếp nhận kích thích từ môi trường bên ngoài, còn cơ quan phân tích ở trung ương thì nó phân tích giúp nhận biết những cái tác động của môi trường đến cơ thể. Điều này nó có ý nghĩa gì đối với cơ thể? Sẽ giúp cho cơ thể nhận biết được những tác động của môi trường. Phần chú ý đây thấy rằng là cơ quan phân tích gồm có ba bộ phận cơ bản: cơ quan thụ tạng, dây thần kinh, bộ phận phân tích ở trung ương. Có vai trò là giúp cơ thể nhận biết các tác động môi trường. Vậy cơ quan phân tích thị giác, hãy quan sát tranh và nghiên cứu thông tin, điền các cụm từ thích hợp và các cái chữ số tương ứng 1, 2, 3. Một là tế bào thụ cảm thị giác, hai là dây thần kinh thị giác, thứ ba là vùng thị giác thùy chậm. Vậy dựa vào cái hình vẽ này cho biết là cơ quan phân tích thị giác gồm những thành phần nào? Gồm một tế bào thụ cảm thị giác ở cấu mặt, dây thần kinh thị giác, vùng thị giác ở thùy chậm. Để xét cấu tạo của mắt, quan sát hình vẽ, nó nằm trong hốc mắt của xương sọ, phía ngoài được bảo vệ bởi các cái mi mắt, lông mày, lông mi, nhờ cái tuyến lệ luôn tiết ra nước mắt để làm mắt không bị khô. Và cái cầu mắt vận động được là nhờ điền vào đây là các cơ vận động mắt. Thì cầu mắt gồm có 3 lớp: màng bọc lúc ngoài cùng, nó là màng cứng, nhiệm vụ bảo vệ phần trong của mắt. Phía trước màng cứng là màng giáp trong suốt để ánh sáng đi qua trong cầu mắt. Tiếp đến là lớp màng mạch, thứ ba là màng lưới, và trong màng lưới có chứa các tế bào thụ cảm thị giác, có hai loại tế bào nón và tế bào que. Quan sát hình vẽ trên hình và trong sách khoa quan sát cấu tạo của mắt gồm ba lớp: màng mạc, thứ nhất màng cứng, hai là màng mạch và màng lưới. Cái môi trường trong suốt đây bao gồm có thủy dịch, thể thủy tinh và dịch thủy tinh. Chú ý kinh vẽ. Cấu tạo của mắt ta chú ý gồm có 3 lớp màng như vậy, và môi trường trong suốt thì gồm có thủy dịch, thể thủy tinh và dịch thủy tinh.
Phần thứ hai là cấu tạo của màng lưới này, ta sẽ tự đọc tham khảo các cái kiến thức này, đọc để giải thích. Màng lưới có các loại tế bào nào? Vì phần này chúng ta thấy rằng là đang ở phần kiến thức khó, chúng ta thấy rằng là chỉ dành cho những cái học sinh khá giỏi. Hãy điền vào các cái phần kiến thức này sẽ các cái lớp tiếp theo, cấu tạo màng lưới theo đọc tế bào móng, tế bào que, điểm phản, điểm mù. Về sự tạo hình của màng lưới này, phần này ta quan sát trên hình cũng như sinh học ở phía chú ý tới cái vai trò thể thủy tinh. Đây là cái trò chơi quan sát. Phần cứ bắt phân tích gồm thành phần nào? A, B, C, D. Đáp án đây là cả A và C. Đáp án D. Bộ phận nào sau đây có khả năng điều tiết giúp gìn giữ vật sai vật? Tinh trong có mắt có vai trò gì? B, điều tiết để nhìn rõ vật. Vậy thì bài học chúng ta sẽ kết thúc đây. Chú ý tới kiến thức trọng tâm. Lưu ý sau khi làm xong, ta phải chụp ảnh gửi vào Zalo của nhóm. Và tiếp tục, ta sẽ